Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Khôi Ngọc. Thời điểm hiện tại thì mình rằng nhà nào cũng sẽ có một cái con robot hút bụi, nhất là những nhà ở chung cư nhá, không to thì nhỏ các bạn ạ. Về cơ bản nó không đơn giản chỉ là một cái con sen nó chạy loanh quanh trong nhà để lau nhà nữa, mà nó đã dần trở thành một cái món đồ trang trí rồi. Ví dụ em robot hút bụi mình đang có đây, InX3. Ngoài cái phiên bản màu hồng pastel như mình ấy, chúng ta sẽ có 3 phiên bản màu sắc khác nhau nhá. Cụ thể chúng ta có màu hồng này, sau màu tím thủy chung hay là màu trắng tinh khôi. Và cơ bản ấy, thì em này ngoài cái thiết kế nhìn nó xịn sò con bò cũng như là nhìn tương đối bắt mắt ra ấy, thì em này chúng ta sẽ có một cái đó chỉ tiếng lau xoay các bạn nhá. Kết hợp với đó, đó chỉ là lực nén của nó ấy, sẽ là 10 N trong cái tầm giá cỡ chỉ khoảng tầm là 9 triệu mà thôi. Đây có thể coi là một cái tính năng tương đối hời trong cái tầm giá này. Và tất nhiên tính năng thì là một chuyện, còn chi tiết hoạt động của nó như nào thì hôm nay mình sẽ chia sẻ kỹ hơn với các bạn nhá. Trước hết thì mình sẽ nói về những công nghệ lau trên robot hút bụi ở thời điểm hiện tại nhá. Cơ bản chúng ta sẽ có 3 loại chính. Đầu tiên là loại lau thường này, tiếp theo chúng ta sẽ có lau rung và thứ ba là loại lau xoay. Loại lau thường ấy thì các bạn hiểu nôm na đó chỉ là nước ấy chúng ta đổ vào, sau đó nó sẽ thẩm thấu kiểu bình thường thôi. Cái rẻ thì nó sẽ được cứ kéo đi kéo lại. Thế nên để mà xét ấy thì loại lau thường cũng là loại cù bắp nhất luôn. Tiếp theo là loại lau rung ấy thì bạn cứ liên tưởng đến cái việc bạn đang trà một cái đĩa ấy, kiểu này. Đấy, thì lau rung của nó cũng sẽ tương tự như vậy, và cách của nó ấy thì sẽ là mô phỏng động tác lau con người. Chúng ta cứ trà đi trà lại để cho cái nền nhà của nó sạch nhất có thể các bạn nhá. Và dĩ nhiên với việc mô phỏng cái động tác lau của con người ấy thì nó cũng sẽ sạch hơn đáng kể nếu mà so sánh với lau thường, bởi vì chúng ta trà liên tục những cái vết bẩn ấy nó sẽ được cọ sát hơn. Tất nhiên em này cũng sẽ có một hạn chế, đó chính là về lâu về dài các bạn sẽ gặp nguy cơ đó chính là hỏng cái motor rung, thành ra là cái hiệu suất của nó cũng sẽ giảm đi đáng kể nếu mà hỏng cái motor rung đó. Chưa kể là với những mẫu máy sử dụng động cơ lau rung ấy thì nó sẽ khá là ổn các bạn ạ. Và công nghệ cuối cùng đó chính là công nghệ lau xoay các bạn nhá. Lau xoay kết hợp với cả lực nén như cái em InX3 ở đây. Nói chung là cái công nghệ này ấy, thì nó cũng sẽ na ná là kiểu mô phỏng động tác lau con người. Cụ thể các bạn sẽ cầm một cái rẻ, các bạn sẽ trà xuống, các bạn xoay liên tục như này. Đấy, thêm vào đó yếu tố lực nén ấy thì nó sẽ sạch hơn đáng kể nếu mà so sánh với những loại lau bình thường. Các bạn cứ hiểu là chúng ta sẽ cầm trà liên tục đấy, xoay xoay liên tục như này thì tất nhiên nó phải sạch hơn bình thường đúng không? Về cơ bản em này làm khá tốt việc lau nhờ việc chúng ta sẽ có hai chiếc rẻ xoay liên tục với tốc độ là 150 vòng trên phút nhá, cũng như là tạo ra một cái lực nén nó cỡ khoảng tầm là 10 N xuống sàn nhà để cọ sạch các vết bẩn. Thế nên để mà nói thì đây là một em robot bụi nó cho hiệu suất lau tốt hơn nếu mà so sánh với hai công nghệ còn lại. Và thực tế mà nói trong tầm giá cũng khoảng tầm là 9 triệu để tìm một em robot bụi có công nghệ lau xoay như này, cái hợp lực nén ấy nó tương đối là khó nhá. Và cái em robot bụi này thì mình mượn ở bên Vĩnh Nam Digital. Thành ra nếu bạn nào chúng ta đang tìm một em robot bụi nó tập trung vào nhu cầu lau ấy thì đây là một sản phẩm tương đối phù hợp. Và bạn có thể tham khảo đường link mình để bên dưới phần mô tả để bạn dễ dàng tham khảo nhá. Trước đây thì mình thấy rằng cái công nghệ lau xoay này nó đa số sẽ xuất hiện ở những sản phẩm cao cấp có khoảng 15-16 triệu đổ lên thôi. Còn bây giờ thì nó đã rẻ đi đáng kể rồi. Một sản phẩm cỡ khoảng tầm 9 triệu như này đã có một cái công nghệ lau xoay. Và để mà nói kỹ hơn ấy thì em InX3 này là một cái sản phẩm nó tập trung vào việc đó chính là lau nhà là chủ yếu nhá. Khi mà cái khay nước của nó rất là to này các bạn. Đấy các bạn nhìn này. Cái khay nước này nhá, nó sẽ chứa được đến 550 ml nước. Tất nhiên cái khay nước này nó cũng sẽ có một khay bụi đi kèm để trong quá trình lau các bạn hút rác ấy thì sẽ đi kèm một khay bụi như này, nó chứa có khoảng tầm 50 ml. Còn nếu bạn tập trung vào nhu cầu hút nhá thì chúng ta cũng sẽ có một khay bụi riêng với dung tích là 600 ml. Nói chung khi mà dùng em robot hút bụi này thì nó cũng sẽ chia rõ ràng, ai có nhu cầu hút ấy thì chúng ta sẽ dùng cái kia, còn nếu mà ai có nhu cầu lau ấy sẽ dùng cái này. Ví dụ dành cho những cái trường hợp nhà các bạn ăn hứng dương xong nhiều có khách đến chơi chẳng hạn thì nhu cầu hút sẽ chủ yếu thì chúng ta sẽ tập trung qua kia, thay vì các bạn vừa hút vừa lau nó sẽ rất bẩn. Như mình lau ấy để mực nước thấp nhá, mình thấy rằng vẫn khá là sạch. Một lần lau ấy thì diện tích cỡ khoảng tầm là 30 m², hết cỡ khoảng tầm là 1/3 bình gì đó, sàn nó không ướt quá được các bạn nhá, vẫn rất là sạch luôn. Ngoài ra em InX3 này ấy, họ cũng sẽ tặng kèm một cái lọ dung dịch, khi mà các bạn nhỏ vào bể nước ấy nó không chỉ lau giúp nhà thơm hơn mà nó còn tác dụng diệt khuẩn nữa. Cá nhân mình thấy nha, khi mà sản xuất ấy thì em InX3 này họ cũng đã tính rồi, đa số mọi người sẽ chọn đó chỉ là lau cộng hút thay vì chỉ mỗi hút thôi. Khi mà chúng ta lau xong ấy, cảm giác bụi bẩn nó cũng sẽ sạch đi đáng kể luôn. Và khi mà chúng ta đi ấy, sẽ không bị cảm giác sạn chân nhá. Còn về rẻ của em InX3 này, nó sẽ là dạng rẻ dán như này, các bạn lật lên, sau đó chúng ta tháo cái miếng này ra. Đấy, về cơ bản cái thao tác của nó rất là dễ dàng luôn. Đấy, các bạn thấy không? Và cái miếng này thì các bạn sẽ có hai cách sử dụng. Một là bạn thay liên tục. Và với cái mỗi cái miếng này thì mức giá của nó tương đối rẻ, có khoảng tầm là 10-15 nghìn gì đó cho một miếng. Thế nên chúng ta thay hàng ngày cũng được luôn. Hoặc các bạn có thể sử dụng có khoảng tầm 2-3 ngày thay một lần, tùy theo nhu cầu sử dụng bạn. Hoặc chúng ta có thể tiết kiệm môi trường, bảo vệ môi trường bằng cách các bạn giặt cái này đi sau đó chúng ta tái sử dụng. Nói chung là tùy theo cách sử dụng bạn thôi. Bởi vì thời điểm hiện tại mình rằng tương đối là nhiều những em robot hút bụi họ cũng sẽ dùng cái cách này, đó chính là mấy em như kiểu Ecovac chẳng hạn. Còn về thiết kế với em InX3 này, ngoài cái phần thiết kế màu hồng đặc trưng cũng như là chúng ta sẽ có nhiều option khác về phần màu sắc ấy, thì mình nghĩ rằng nó cũng sẽ hao hao những em robot hút bụi khác với những phần ví ở LiDAR này, số cảm biến ở phía trước phía sau cũng như là khay nước. Cái phần LiDAR này nhá thì sẽ giúp chúng ta điều hướng vẽ bản đồ chính xác, thậm chí các bạn có thể lưu đến 5 bản đồ
đồ nếu mà các bạn là nhà nhiều tầng. Và tính tổng thể, em này được trang bị đến 30 cảm biến giúp nó không bị rơi cầu thang này, tránh né vật cản hay nhận biết môi trường xung quanh. Ngoài ra em Enix 3 này mình cũng thấy rằng nó sẽ chỉ có một chổi cạnh mà thôi và một chổi chính, nhưng mà khiến mình thích nhất đó chính là cái đốc sạc của nó nhá. Chúng ta có thể đựng đồ vào đây, ví dụ đựng rẻ lau này, đựng mấy cái dung dịch lau sàn, hay là chúng ta đựng khay hút bụi cũng được. Nhưng lưu ý nhá, em này thì chúng ta sẽ không có khả năng né dây. Thành ra với những nhà bạn nào mà để dây điện nó lòng ngoằng như kiểu dây quạt, dây máy tính ấy, chúng ta để nó lòng thòng ra đấy, em này vướng vào xác định nó sẽ dừng lại tại chỗ nhá. Để mà nói về phần điểm yếu nhá, thì đó chính là lực hút em này không quá mạnh, cỡ là 3000 PA. Cơ bản nếu mà em này các bạn dùng trong điều kiện những nhà chung cư ấy, thì nó vẫn ok thôi. Còn nếu mà các bạn nhà nhiều rác ấy, thì cái lực hút này nó sẽ hơi yếu một tí, nhất là những loại rác nặng. Được cái với những gì mình setup em này ấy, ví dụ như là làm sạch im lặng này, sau mực nước thấp thì nó cũng không quá là ồn các bạn nhá. Thoải mái để chúng ta sử dụng ngay cả khi mình đang tập trung làm việc. Và một lời khuyên dành cho các bạn nhá, đó chính là để có hiệu quả làm sạch nhà cao nhất ấy, thì mình khuyên bạn đó chính là cuối tuần chúng ta vẫn sẽ vệ sinh những phần ngóc ngách, ví dụ góc tường này, góc tủ vân vân, bởi vì đó là những phần mà robot hút bụi dù nó có lực hút mạnh đi nữa hay là nó chổi nó dài đi nữa ấy, thì nó vẫn sẽ rất khó vệ sinh làm sạch được những phần đó. Còn với app ấy thì ngoại trừ việc mỗi lần mở ra sẽ thấy một quảng cáo 5 giây cỡ như này ấy, thì mình rằng đây là một app tương đối ổn và có đầy đủ cái tính năng để bạn có thể sử dụng nhá. Nó cũng sẽ hỗ trợ tiếng Việt luôn. Các bước setup ở trên em robot hút bụi này ở trên app ấy thì cũng sẽ đầy đủ nhá. Chúng ta có làm sạch tiêu chuẩn này, làm sạch im lặng này, khối lượng nước trung bình này, thấp này, sau đó cao vân vân, đủ thể loại luôn. Ở phần bản đồ dĩ nhiên là chúng ta sẽ có chọn theo từng tầng hoặc là từng phòng tùy theo nhu của bạn. Nếu mà nhà các bạn nhiều tầng nhá thì chúng ta có thể nhiều option khác nhau. Tất nhiên những cái tính năng ví dụ lên lịch làm sạch này, điều khiển robot từ xa, kiểm tra bảo trì hay share quyền điều khiển robot ấy thì đều sẽ có hết ở trên app này nhá. Chỉ có một cái là ở thời điểm hiện tại em này vẫn sẽ chưa hỗ trợ giọng nói tiếng Việt nhá. Tuy nhiên theo những thông tin mình được biết cũng nhờ hỏi bên Vĩnh Nam Digital ấy, thì họ bảo là sắp tới em này cũng sẽ có hỗ trợ giọng nói bên tiếng Việt. Họ đang làm việc với hãng rồi các bạn ạ. Tổng kết lại thì em robot hút bụi Enix 3 này sẽ là một cái sản phẩm nó tập trung vào nhu cầu lau chuyên sâu các bạn nhá. Tức là nhà bạn nào mà chú trọng vào việc lau ấy thì đây sẽ là một em robot hút bụi rất là phù hợp trong tầm giá của tầm là 9 triệu. Thay vì chúng ta sẽ chỉ tập trung vào những em robot hút bụi mà lực hút của nó mạnh quá, trong khi đó khả năng lau của nó lại hạn chế, thì đây sẽ là một sản phẩm mình thấy rằng nó cũng tương đối cân bằng. Chỉ điểm đó chính là lực hút của nó có phần hơi yếu một tí. Và bạn nghĩ sao về em robot bụi Enix 3 này, một cái sản phẩm mình rằng nó tập trung vào nhu cầu lau, nhất là trong tầm giá của tầm 9 củ. Chúng ta có công nghệ lau kết hợp với cả lực nén 10 Newton. Các bạn hãy để lại ý kiến bên dưới nhá. Và nếu bạn là muốn mình làm em robot bụi nào, hãy comment bên dưới. Còn bây giờ xin chào các bạn trong các video sau. Nhấn like cũng như subscribe cùng Tuỳnh Khôi Ngọc nhá. Bye bye.